Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi đặt bẫy sóc ở trên cành cây nhá mọi người nhá. Đây, mình đặt ở trên cây này. Mình đặt bẫy ở trên cây. Đây nhá mọi người nhá, đây. Đây tổ nó ở kia. Đấy, tổ nó rất to luôn. Kia nhá mọi người nhá. Chỗ đen đen kìa. Mình sẽ để ở cây này một cái. Mọi người. Mình sẽ đặt đây một cái nữa. Đây nhá mọi người nhá. Mình đặt đây một cái ra nhá. Kiểu gì nó xuống từ trên kia, nó lao vào đây nó ăn. Đây nhá mọi người nhá. Thế mình đặt đây một cái này. Bên kia một cái này. Đây, cho mọi người xem. Đây nữa nha mọi người nha, đây mình để đặt rất nhiều luôn. Một cái nữa nha mọi người nha. Đây cái nữa nha. Đây cái nữa mình sẽ đặt ở gần nhau luôn. Ba bốn cái gần nhau luôn xem có cái nào được không nhé. Đây hai cái gần nhau. Này một cái nữa này. Cũng gần nhau nốt. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ đi thăm cái bẫy mà hôm qua mình bẫy nhá. Cái đầu tiên thì không được anh em ạ. Nhưng mà đây nhá. Đây cái thứ hai, cái thứ ô được rồi. Ôi giời ơi anh em ơi. To luôn anh em ơi. Sóc anh em ơi. Được một con nhá. Ôi giời ơi sướng cuộc đời. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tên tên tên. To lắm anh em ạ. Cái thứ hai được nhá. Bây giờ bắt đầu đi xem mà cái thứ ba. Ô cái thứ ba thì nó ăn. Đây này anh em ạ. Mẹ cha nó. Ăn nó đéo sập chứ. Đây. Cái này không sập anh em ạ. Ăn hết rồi nhưng mà không sập. Đấy. Ăn nhưng mà không sập nhá anh em nhá. Ba cái này. Ba cái nhá mình sẽ để đây. Và cái ở trên này. Và cái tiếp theo. Được anh em ơi. Anh em ơi. Sóc anh em ơi. Anh em ơi. Sóc anh em ơi. Anh em con sóng anh em nhá đây. Con sống nha anh em ơi. Con sống anh em ơi. Con sống nha. Bây giờ mình sẽ mở nó ra nha. Anh em ạ.
Tên tên tên, con này mình sẽ lấy đi nuôi nhá anh em nhá. Con này còn sống mình sẽ lấy đi nuôi nhá. Còn con nào chết thì sẽ đi vào thớt với anh. Đấy, hôm qua mình được hai con đấy, con to chưa mọi người, đấy thấy chưa. Đấy, bây giờ mình sẽ đi đi xem những cái còn lại cho thằng cò nghịch. Tưởng hôm qua thấy cái này không có. Cái này không được anh em ơi, cái này không được rồi anh em ơi. Cái này không được. Đây. Thành quả của tôi. Được 3 con rồi anh em ơi, không phải nói phét nhá. Đây. 3 con rồi, con này vẫn sống này, con này còn sống mình sẽ nuôi. Đấy, được 2 con đã tử vong, một bao nhiêu con. Cái thành quả mình. Có 2 cái. Nhìn thấy 2 cái chưa, không sập rồi. Ồ, cái kia đây. Có một cái thì rơi xuống lại không được. Cái này. Ồ, cũng không được. 2 cái rơi xuống nhá anh em ơi. 2 cái không được. 3 cái luôn. Cái này thì nó ăn hết rồi. Đây. Kiểu là nó ăn hết không được. Được 3 con thôi anh em ạ. Đã xong món sóc siêu cây nha mọi người nhá. Đây. Ui. Quá. Ngon lắm. Này. Đấy. 3-4 người. 3-4 anh em ngồi ăn sóc siêu cây nhá. Đấy. Đặc sản của rừng Tây Bắc nhá. Ngon thế nhỉ. Đấy. Đang mở lắm á. Được để tiếp tám con ạ. Tao mới tám con. Mở nét phát mà. Tám con hết. Để tiếp tám con. Tao lên để thấy nghe. Đi ông đi thấy bất đến mi trên mà hàng mà thế. Thấy ngân hàng này cho họ cái nào. Còn ngấu thì mi trên. Nó mà bóc tao học mà. Chạy nó không quay. Nó chạm á. บ๊อกเปอร์บ๊อกอะไรก็ไม่ค่อยคือจะมาขายมาปรับปีก็ปีก็หวานเนาะมันอ๋อ
nó vẫn quách. Ồ. Mẹ ám mẹ ám ở bên dí ám như phát ám phát nồng mà chấm chấm nắm còng mi mà nồng nhất tới mà lăng ở sắm tới nắm phản đầy nó ra thảm quá rồi nó này chứ chứ bị giặc lắm đi có một phần nó lâu à có đây một ngăn nó có đây có biết không chúng tôi ăn khởi của mặt nên nhà nên có bùm mạnh nhau tuổi tuổi có bùm mạnh bùm mạnh nó một nó còn chưa chơi kiến đầy xù nó khoảng cướp số cá các bộ bán không? Mất chất. Nhưng mà không phải em giúp nó. Nắm đi chết nổi. Dán đi không? Chính là dán bán nó chỉ. Ồ, nó. Kiểu. Mà nướng nữa. Chẳng có ai chế cái gì hết. Ngồi lòng hỏi nàng cũng tiết lô hình dạng mạnh dạ hồn nộ cũng tạo thả một xí mê tờ lúc bẩn đây đi trở nên vô năng nó ngồi nhiều hơn không phải ba đây đi đúng chỉ xin nào có thả mà cứ riêng tổ tổ biệt tổ thang rock cái thang nhớ đây cái sinh nên nó tổ lần cái lần này lần chứ vẫn lần giờ chạy ông nga mua về bốc ngăn mặt thì nó ra xuống lẹp cỏ lơ cầm cái chút khi bốc đứa trẻ ra ra bóc với ta đứa trẻ ừ ồ đấy nó là mi không dân dân đi nào không khà cho tắt ở luôn nó hàng nhất được tớ sụ nó tớ thạc sụ nó lắc luôn nó lắc luôn tớ thạc sụ mà ông cứ ớt thì một cái chỉ mắt mà nó tắt đứa trẻ mà nọc cái sụ mà nó một hàng bảy mươi lắm rồi bộ nung cái lá này sai nung mừng tới này vẫn chín này nung thành bộ này nè sai này cứ lung sai này tiệt từ đấy giò nổ mấy sai vẫn chín mấy đấy nổ cái này cái ta ăn này bận đủ ăn này nung nó lại ăn vàng em nó lại nung bây giờ mình lo ô xin nó ở nè cái bộ cẳng rủ cái này ý chăng chăng ơi này đi mua đi ăn mặc cởi văn phải dùng này cởi văn hả viên à tại tê khối hồn đầu tiên nhất cái thằng tê khối cuối này đấy giờ đây cơ bộ hỗ trợ tao chăm tiếp đấy siêu cây này gọi là siêu cây cũng mới chính phải cần nó nghi cái chứ cái bộ vá đấy ẩn biết mất chăm khắp nó vá cũng mới chính mà đi nó mới ý đi chính thì mới được cái này phân đất bọt cái thứ thứ mới chín đâu mà nó thứ ba thay mỡ đã đây nhá anh em nào vẫn chưa đủ cây thì mút đây nhá chứ bắn mà là bà đi chúc chúc ở chúc mày bà dú luôn nhiều bà đi nó lồ bên nào chứ nhẹ ôi một cái tập phun chút, tập phun chút,
đàn. Khi lùm lùm phải cắm áo là đấy. Thế nó như bác con vậy. Cắm chú bắt hồi chúng ta. Bố bắt. Bố bắt đấy. Học phong phong lên. Tí chú càng tóc nó thả cho nó đu đà ôm. Nửa chỗ đấy. Chẳng phải nó chắc khu gì thì lộn. Cái này bắt em lông thật tầm lắm. Chắc nó để chứ. Đúng không? Cô tắm đi bạn. Tắm đến đâu bạn? Nè. Hả? Con nó đi. Thật tự tin đúng ạ. Tại sao cái cây quay trình nhẹ, tức là khắp lại không có thấp. Thì xung quanh làm nào mà con nó xung quanh làm bên nào cháu đọc lâu lùm xưa nước nắp thắc nào ngồi bàn chín ám ế gì thế vậy mà chín nào đi ông mút mút bàn cho ông cụ ám nào ám ma cho ông lâu nó mới liếm con thầu tụt chết tu nó thảm thảm con thì con thảm tụt con thầu tụt con ngại hết đi con tụt đi sát tấp cái chín này cái thằng cái tấp lên rồi nè. Ồ ngà, mi thường ăn chín ăn mấy tóc lông khiến tổng tàng té một chỗ à. Này bữa chơi dài không? Bốn mươi, trăm mi lâu chỉ nó. Bốn mươi du gọi là lâu chỉ làm đây bốn mươi du đấy thằng du đấy thằng gián đấy đấy và. Cha thằng răng đấy tức là ván chết cháu và bẹp một nửa phay cả phần chín cả một ván. Hát chín lắm phiền đỏ ông ấy chứ chín dài phé chín nước mà họ ăn chơi lắm nó đầy nhiều như chị à chị đi chạy chị chạy nữa không qua mà nó cái tan là thản đang này để chút chị ấy nào qua lắm ông ơi thăm bèm lắm thăm chị ngay ít băng lòng như tao từ ngoài cái lung lên thăm đây con nào thăm đấy đấy cái băng lòng thăm à lòng mà để đến cả thăm mấy cái cái gì cái băng này thăm thế là được thì đến tận ở đây đến bãi mình.